Xin chào các anh yêu thiên vật là đẹp của Ame Shop. Hôm nay em gửi đến các anh giới thiệu các anh một sản phẩm bật lửa Dupont, một cái sản phẩm Dupont thuộc dòng sơn mài với cái mã của nó là D135. Các anh có thể truy cập website ame.vn cũng tìm kiếm là D135 để xem hình ảnh chi tiết cũng như là thông tin thêm về sản phẩm các anh nhé. Đấy, một sản phẩm của chúng ta thì được đựng trong hộp hai lớp này. Đấy, như em đã vừa bóc ra. Đấy, hộp bên trong được làm bằng hộp giấy giả da bên ngoài rất là đẹp luôn, màu đỏ rất là đẹp. Đấy. Đấy, thích hợp cho anh chị nào mua làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác hay người thân nhé. Đây, bên trong sản phẩm thì bao gồm một chiếc hộp rất là đẹp cũng như là bộ giấy tờ full book canh nhé. Đấy, anh nào mà từng theo dõi Ame Shop thì hiện tại cũng biết Ame Shop đang có hai dòng sản phẩm cho các mẫu bật lửa Dupont này, đó chính là dòng loại 1 cũng như là dòng super canh nhé. Đấy. Trên tay em đang là mẫu Dupont D135 với cái chất liệu bên ngoài của nó được làm bằng chất liệu sơn mài các anh nhá, phủ rất nhiều lớp sơn. Đấy, theo công nghệ khắc sơn mài rất là đẹp ở đây. Đấy. Đấy. Sơn mài 4 mặt. Đấy, các mặt luôn, rất là đẹp luôn. Nước sơn màu trắng ngọc rất là đẹp. Đấy, viền vàng bên ngoài nhìn cực kỳ sang luôn. Đấy, dành cho anh nào thích phong cách lãng tử cũng như là nhẹ nhàng một chút rất là đẹp. Đấy, hai like, một like để chỉnh ga to nhỏ cũng như là một like để bơm ga các anh nhé. Đấy. Đấy, tiếng kêu của nó cũng khá là hay này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, với cái lớp sơn mài này thì các anh yên tâm không bay màu các anh nhá. Đấy, không lo bong chóc này, sử dụng lâu dài rất là tiện. Đấy, nếu anh nào mà kết cái sản phẩm này, các anh vui lòng comment số điện thoại bên dưới cái video này, hoặc là để tiết kiệm thời gian anh liên hệ các anh liên hệ trực tiếp lại Ame Shop qua số điện thoại đang thị trên màn hình các anh nhé. Sẽ có nhân viên của Ame gọi điện cho các anh để tư vấn cũng như là hỗ trợ các anh trong việc đặt hàng. Đấy, xin được cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.